Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn này cái lốp xe ở ngoài sau nha các bạn. Cái lốp này thì nó cứng, rất là cứng, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn nộp này cái lốp cứng luôn. Thường nạy lốp trước và lốp sau cũng giống như nhau thôi. Ở đây thì mình trước khi nạy thì mình sẽ tháo phiên van ra để tránh khi chúng ta nạy nó mềm á, chúng mà mới nạy được nha các bạn. Rồi khi nạy mình sẽ bóp cái vỏ cho nó mềm nha. Đây, bóp hết cho mềm rồi mình sẽ cắt tim van ra một nửa lốp xe để tránh mình nạy trúng cái này nó hư cái tim van nhé. Mình sẽ đưa xa ra ba cây nạy mình. Đây là mình đang nạy là cây nạy thép sắn nha bạn. Cái thép này dài 24 cm, rất là dày nha. Cái thép này dày và nó có độ cong, rất thích hợp nạy cái lốp xe lốp cứng nha bạn. Đây thì khi nạy lốp cứng thì lốp rất là cứng nên các bạn nên chọt vào ba cây luôn. Đây mình giữ một cây nè, hai cây các bạn để sát nhau nhé, đừng tránh sao á. Ba cây đây, giữ ba cây, chúng ta sẽ nảy lần lượt một cây trước, rồi cây thứ hai cũng vậy, cây thứ hai, cây thứ ba thì các bạn đưa cái chân vào giữ cái cây thứ ba nhé. Rồi mình sẽ nảy thêm cây thứ hai, mình giữ luôn, giữ hai cây vào. Đấy, giữ hai cây vào. Rồi cây thứ ba mình sẽ nảy ra luôn. Rồi đấy. Rồi mình sẽ rút cây ở giữa ra. Rút cây ở giữa ra. Mình vẫn giữ hai cây. Hai cây này mình sẽ giữ lại. Rồi mình sẽ nảy cây thứ nảy cái này. Các bạn nảy sát vào. Này để sát vào, đừng có xa quá nữa khó nảy. Để sát vào nó sẽ có thế hơn. Đấy, nảy ra. Ra. Toàn bộ lốp cứng đều mình nảy theo nguyên lý này nhé. Các bạn chú ý. Thì có nhiều người không nảy được lốp cứng đây. Này. Xong rồi mình cứ nạy thôi, nó rất là dễ rồi, nó đã ra rồi. Rồi cũng tương tự khi gắn vô thì mình sẽ cũng vậy, mình sẽ bóp vào. Lốp này khá là cứng, bóp vào. Bóp không được nữa thì các bạn dùng cái nạy nè, nạy dần dần vô. Khi chúng ta nó căng cứng rồi các bạn bóp cái lốp cho nó lỏng đều ra. Rồi, các bạn nạy thì mới nhẹ được. Đến là nó đang còn căng. Rồi, chúng ta nạy lần lần vô. Bây giờ nó vô rồi nè. Bóp là được rồi. Vậy là xong nhé. Bây giờ mình sẽ gắn vò vô bơm lên thôi. Mình đã hướng dẫn cho các bạn cách nạy cái lốp cứng nha. Cảm ơn các bạn đã xem đây, chúc các bạn xem vui vẻ.